Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giao lưu với các bạn một số phôi hải châu rồi nha các bạn. Hôm nay lô toàn cây rễ quái hơn các bạn ơi. Đây, cái số 1 nha. Đây, một cây hàng khủng luôn các bạn. Đỡ cái chào lên cho các bạn coi, một cây hàng khá là khủng luôn. Đây, coi phía sau nữa nè, phía sau rất là đẹp nha các bạn. Cây số 1 nha. Cây số 1 800.000 nha các bạn ơi. Giá mình là chưa bao gồm ship nha các bạn. Bạn thấy không? Rất là bự luôn. Hàng rất là khủng, dàn chân cũng đi rất là đẹp luôn. Coi phía sau này, các bạn coi phía sau này. Rất là ok nha. Cây số 1 800 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi nhanh cho nó nhiều ở các bạn. Hôm nay mình giao lưu chính coi luôn. Đây, coi tay rỡ là mình đã làm hết rồi nè. Đây, các bạn coi phía sau này. Nó đi nó lách cái phía sau rất là đẹp luôn. 800.000 nha các bạn ơi. Coi số 1 nha. Rồi. Tiếp tục mình sẽ lên cái số 2 nha. Đây, một cây còn dính đất luôn. Lùng lực luôn các bạn. Coi còn dính đất. Sao các bạn ơi, cây đỡ con rất là nhiều, còn dính đất luôn nha. Cái số 2 nha. Cái này 500.000 nha các bạn. Cốt lùng lực luôn ha. Coi. Đỡ trái này. Coi nè. Đỡ cái chai cho các bạn coi. Rất là bự luôn. Hành 37 nha các bạn. Dưới chân đây hành cái cổ này. Cái chân đỡ thôi không nói rồi. Khá là đẹp luôn các bạn. 500.000 nha các bạn ơi. Vừa rễ vừa cho luôn. Thay số 2 nha, 500 nha. Đây, trên đây là lũ thép rồi nha các bạn. Nó ấy là nhưng mà cái tia cành nó ra nó rút lại nè. Các bạn gì đã chừa cành 1, cành 2 với cành thân là ok rồi ha. Đó, rút lại bên này. Các bạn về chọn một tiền bánh nào thì bỏ bớt cho nha. Thì mình đang đỡ lại 4 chi rồi. Cái số 2 nha. Khá đẹp luôn. Chỉ 500.000 thôi các bạn. Giá quá rẻ luôn. Cái này các bạn về nuôi thì đúng bài luôn nè. Rồi. Mình sẽ lên cái số 3 nha. Đây, một cây ôm đá. Khá là đẹp luôn. Cây ôm đá nha các bạn. Ôm đá tự nhiên nha. Đó. Có cục đá luôn. Một hàng là ôm đá tự nhiên nha. Một cây nằm ôm đá tự nhiên. Cây số 3 nha. ₹350 nha các bạn. Một cái cây hàng ôm đá tự nhiên. Các bạn nào mà mua cây này thì phí ship nó hơi nhiều nè, do có cục đá nặng lắm các bạn. Còn cứng nhất luôn. ₹350 nha. Cho một cái cây ôm đá tự nhiên nha. Rất là rẻ luôn các bạn.
Ok đẹp thế. Thì dầm nó mình đã chia ra rất là rồi đây là ok rồi. 350 nha các bạn. Giá mình là chưa bao gồm ship nha. Cái này khá nặng các bạn do nó dính cục đá này. Cái số 3 350 nha. Rồi. Mình sẽ tiếp tục mình sẽ lên cái số 4 nha. Đây, cái số 4. Cái này còn dính đất luôn. Cốt. Chở rất là nhiều luôn. Từng đỡ xe. Cái số 4 cũng 350 luôn nha. Tầm cao nhưng mà đỡ xe còn dính đất luôn nha. Ba trăm rưỡi nha các bạn. Hành rất là to nha, chẳng phải hành nhỏ đâu. Và số 4 nha, 350 luôn nha. Hôm nay clip hơi dài nên các bạn coi càng về sau coi càng rẻ nha, với lại cái quái nữa các bạn. Số 4 350 nha. Đó. Cái này cao gần 40 các bạn. Lượng rất là ok luôn, rất là đẹp luôn. Rồi, số 4 350 nha. Tập mình làm cái số 5 này, một cây rỡ quái các bạn. Đây. Đó. Một cây rỡ khá là quái luôn các bạn ơi. Đấy, không. Cái đỡ cho các bạn coi. Hàng quái không bạn. Đây này, các bạn trồng này. Đó. Cái này các bạn trồng dần này. Hàng rỡ khá là quái luôn các bạn. Đó. Một cái đổ mà rất là đẹp nha. Các bạn cái này khá là quái, là có cái ô cục này đây luôn này. Cục này nó to hơn cái ái luôn các bạn. Rất là to chứ không phải nhỏ nha. Coi khá là quái luôn, cái số 5 nha. Coi rửa quái. Cái này 300 ngàn nha các bạn. Số 5 nha. Một coi rửa quái nha. Khá là đẹp luôn. Đây này. Số 5 nha. 300 ngàn nha các bạn ơi. Bán giá hôm nay cho các bạn về chơi nha. Giá mình là chưa bao gồm ship nha các bạn. Nó lít lượng mà nó luống éo và rất là đẹp luôn. Số 5 ấy. Tiếp tục mình cái số 6. Ở đây cũng vậy luôn. Cũng 300 luôn. Cái này cũng một cỡ quái luôn. Hai cây này một cặp giống nhau luôn các bạn. Đó. Cái này bự hơn nữa. Khá là bự luôn. Cái số 6 nha. 300 ngàn luôn. Khá là đẹp luôn các bạn. 300 ngàn nha các bạn. Cái số 6 nha. Rất là rẻ, vừa rẻ rồi cho các bạn về chơi luôn. Cái số 7. Đây. Một cây rổ quái nữa các bạn. Rổ quái không? Cái này 200 ngàn nha, số 7 nha. 200 ngàn các bạn. Khá là đẹp luôn. Rỡ này, rỡ nó đây.
đi từ trên đây nó xuống này, các bạn đây bó nó vẫn nứt rỡ trên thân nhiều lắm nha các bạn. Đó. Hải châu này mạnh lắm, 200.000 nha, một cái rỡ nữa, khá là quái luôn. Cái số 7 nha, 220. Cái số 8 bay bự mà điều hơi ít rỡ thôi các bạn. Bạn lúa ấy nứt rỡ từ trong này nó ra luôn các bạn. Cái số 8 cũng 200.000 luôn nha, một cái ít rỡ nhưng khá là bự, khá là đẹp luôn các bạn. Nó có bầu đi ra này, bạn nào tự tin mà trồng cây đây sống thì lấy về trồng chơi nha, 200 luôn nha các bạn. Cây số 8 nha. Đó. Rồi mình sẽ lên cây số 9, cây cuối cùng nha, hôm nay chỉ có kiến cây thôi. Đây cây số 9 nha, cây cuối cùng này. Đây một cây lúa này mình. Đó. Cái lũa nằm cũng khá là bự luôn. Cái này 220 nha. Đó các bạn. Khá là bự, khá là ấy luôn. Rỡ con này rất là nhiều. 220 nha các bạn. Coi số 9 cái cuối cùng. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại những các bạn ở những clip sau nha. Nhớ theo dõi mình đỡ mà mua phôi nó giá rẻ rất là hữu nghị luôn nha các bạn. Liên hệ với mình ngay nha, số điện thoại mình trên màn hình nữa các bạn. Bye bye.